Hartford Vessel lên sàn, sẵn sàng tay đôi với Ethereum. USDT lên sóng trên blockchain Polkadot. Helium chính thức nhập hội Solana sau khi được cộng đồng ủng hộ mạnh mẽ. Một số tin vắn khác về thị trường tiền mã hóa và công nghệ blockchain. Cuối cùng, sau bao ngày mong chờ thì Hartford Vessel cũng đã lên sóng. Như lời chào Thói Kinh Sơn nói, chúng ta chỉ cần ngả lưng và chờ đợi tên lửa Vessel cất cánh. Đúng như vậy, có vẻ như tên lửa đã cất cánh an toàn. Nhưng chiếc tên lửa này trong tương lai sẽ đi về đâu, chúng ta còn phải chờ một khoảng thời gian nữa. Tôi là Alex đến từ Skyverse TV và tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Skyverse TV, kênh thông tin chuyên biệt về tiền số hóa và công nghệ blockchain. Nhiều ý kiến đã cho rằng Hartford Vessel của Cardano sẽ cho phép mạng lưới này đủ sức so găng với người khổng lồ Ethereum. Theo như tôi nhận định thì nếu như trận đấu này có diễn ra thì tương quang nó cũng sẽ như thế này. Nhưng dù sao thì Vessel cũng đã mở ra cánh cửa cải tiến về hiệu năng dành cho Cardano, chúc cho Cardano ngày càng phát triển mạnh mẽ. Chỉ một tuần sau khi Ethereum chuyển đổi cơ chế đồng thuận từ Proof of Work sang Proof of Stake, Cardano đã đưa ra câu trả lời bằng bản nâng cấp Vessel cũng được mong đợi không kém gì The Merge. Bản cập nhật Vessel của blockchain Cardano đã được khởi động vào thứ 6 tuần trước trong sự nín thở chờ đợi của toàn bộ cộng đồng. Input Output Hồng Kông đã dành những lời có cánh cho bản cập nhật mới này rằng bản nâng cấp Vessel sẽ mang đến cải tiến mạnh mẽ về hiệu năng và khả năng cho Cardano. Việc Ethereum chuyển đổi cơ chế đồng thuận đã giảm thiểu năng lượng tiêu hao đi 99% và giảm đáng kể phí giao dịch của mạng lưới này. Nhưng bên cạnh đó, The Merge cũng đã để lộ ra nhiều mối lo ngại rằng sẽ có nhiều bản fork Proof of Work khác trên mạng lưới và các cơ quan chính sách trên toàn thế giới sẽ coi ETH như một loại chứng khoán. Như vậy, đây sẽ là thời cơ thích hợp để các mạng lưới như Cardano nâng cấp để so găng trực tiếp với Ethereum. Cuộc đua tranh ngôi vàng stablecoin chưa bao giờ là hết gay gắt trên thị trường tiền mã hóa. Đấy là sếp tôi bảo tôi nói thế, chứ tôi thấy cũng chỉ có hai ông BUSD với USDT cạnh tranh với nhau mà thôi. Nhìn chung là từ sau vụ sập của Terra thì cộng đồng đã không còn tin tưởng vào stablecoin nhiều như trước nữa. Các nền tảng đang cần khẳng định uy tín để lấy lại niềm tin của cộng đồng. Thực ra tất cả là tại Đỗ Quân. Mới đây, Tether với đồng stablecoin USDT đã vươn sang Polkadot. Đây là một dấu mốc mới trong sự phát triển của USDT. Liệu nước đi này có giúp USDT nới thêm khoảng cách với các đồng tiền cạnh tranh và trở thành vì ngã độc tôn hay không? Cụ thể, trên trang Twitter chính thức của Tether, nền tảng này đã đăng tải một video với nội dung thông báo rằng giờ đây stablecoin USDT sẽ được phát triển trên blockchain Polkadot. Tether cũng cho biết rằng đây sẽ là cột mốc mới, đánh dấu sự phát triển không ngừng của stablecoin USDT. Với sự xuất hiện trên nền tảng Polkadot, USDT giờ đây đã ghi danh mình trên tổng cộng 11 hệ sinh thái DeFi, nổi bật gồm có Ethereum, Algorand, Solana, Omni, Tron. Giám đốc công nghệ của Tether, ông Paolo Adonio, cho biết rằng việc phát triển USDT trên Polkadot sẽ hỗ trợ cộng đồng được tiếp cận đến một đồng stablecoin có độ thanh khoản cao nhất, hoạt động ổn định và có uy tín trên thị trường tiền mã hóa. Theo dữ liệu từ The Block, USDT hiện đang là đồng stablecoin có tầm ảnh hưởng bậc nhất với tổng vốn hóa thị trường lên đến gần 67,5 tỷ đô la Mỹ. Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng thì Helium cũng đã thực hiện thành công một sứ mệnh quan trọng bậc nhất trong hành trình phát triển của mình. Đó chính là chuyển nhà sang Solana. Sau một cuộc bỏ phiếu của cộng đồng được phát động vào khoảng 2 tuần trước đó, Helium Foundation đã tuyên bố họ chính thức chuyển mạng chính của họ sang blockchain Solana. Cụ thể hơn thì vào ngày 22 tháng 9, Helium Foundation thông báo rằng họ đã chính thức chuyển mạng chính của họ sang blockchain Solana sau một cuộc bỏ phiếu của cộng đồng cho sự kiện dịch chuyển toàn bộ hệ sinh thái sang Solana. Mạng lưới Helium kể từ khi thành lập vào năm 2019 đã chạy trên blockchain Layer 1 riêng biệt. Trong một đề xuất mới nhất, Helium Foundation đã đề xuất cải tiến Helium bằng cách chuyển sang mạng lưới Solana. Theo dữ liệu được công bố từ Helium, có tới 81,41% tổng số người trong cộng đồng của họ bỏ phiếu chấp thuận động thái này. Trong cuộc di cư lần này, Helium sẽ tiến hành di chuyển các token thuộc hệ sinh thái và nền kinh tế của họ như HNT, DC, IOT và Mobile vào blockchain Solana. Như vậy có thể hiểu rằng Helium sẽ từ bỏ chain của chính mình, vốn được phát triển dựa trên Honey Badger BFT để di cư hoàn toàn sang Solana. Theo các nhà phát triển dự án, động thái này sẽ đem lại lợi ích điển hình như khai thác nhất quán những token có sẵn cho các nhóm phần thưởng SubDAO, đồng thời truyền dữ liệu đáng tin cậy và đẩy mạnh nhiều tiện ích cho HNT lẫn SubDAO cũng như hỗ trợ hệ sinh thái nền tảng nhiều hơn trước đây. Nga hợp pháp hóa tiền mã hóa. Liệu việc này có liên quan đến tình hình chiến sự và cấm vận của phương Tây hay không? Hãy cho Skyverse TV biết ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Để biết thêm thông tin, các bạn hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau đây. Chính phủ Nga hợp pháp hóa thanh toán xuyên biên giới bằng tiền mã hóa.
Trong một động thái mới nhất, hai thực thể tài chính lớn nhất Liên bang Nga là Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương đã thông qua quyết định cho phép sử dụng tiền mã hóa để thực hiện các khoản thanh toán xuyên biên giới. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nga, chính sách mới này sẽ cho phép người dân Nga sử dụng tiền mã hóa để thực hiện thanh toán xuyên biên giới, đồng thời mở địa chỉ ví tiền mã hóa ngay trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia này, dưới sự giám sát của Ngân hàng Trung ương nhằm tuân thủ luật chống rửa tiền và để đảm bảo tiền mã hóa không được dùng vào các giao dịch phi pháp. Đây đánh dấu sự thay đổi trong lập trường có phần cứng nhắc trước đó của Nga về quản lý tài sản mã hóa. Động thái mới này được Moscow đưa ra trong bối cảnh các lệnh cấm vận vẫn tiếp tục được phương Tây áp đặt lên các thực thể tài chính, doanh nghiệp và cá nhân tại Nga. Binance giới thiệu tính năng cho phép lựa chọn Dogecoin Luna C. Trong một buổi trả lời phỏng vấn trên Twitter vào ngày 23 tháng 9 vừa qua, CEO của Binance Triệu Trường Bằng đã trình bày lập trường của công ty về việc áp dụng thuế 1,2% đối với các giao dịch ngoài chuỗi sử dụng đồng Terra Luna Classic, Luna C. Cụ thể, sàn giao dịch của Triệu Trường Bằng dự kiến sẽ giới thiệu một tính năng cho phép người dùng lựa chọn có áp dụng thuế Dogecoin 1,2% trong các giao dịch bằng đồng Luna C hay không. Tuy nhiên, sau đó Binance cũng đã đính chính lại trên một bài đăng blog rằng sàn giao dịch sẽ cho người dùng bỏ phiếu để quyết định việc áp dụng thuế này. Theo đó, CEO của Binance đề xuất một phương án gồm 3 bước nhằm để đi đến quyết định cuối cùng về việc có áp dụng thuế đốt Luna C hay không. Với tính năng lựa chọn thuế đốt Luna C, nếu lượng tài khoản chọn Dogecoin đạt đến 1/4 toàn bộ lượng Luna C mà Binance nắm giữ, sàn sẽ bắt đầu đánh thuế Dogecoin 1,2% cho tất cả người dùng mà đã đồng ý Dogecoin. Nếu lượng tài khoản chọn Dogecoin chiếm một nửa toàn bộ lượng Luna C của Binance, sàn sẽ đánh thuế 1,2% cho tất cả các giao dịch của Luna C. Tezos chính thức nâng cấp giao thức Kathmandu trên Mainnet. Vào cuối tuần vừa rồi, blockchain Layer 1 Tezos đã kích hoạt một bản nâng cấp với cái tên Kathmandu, góp phần giúp tăng khả năng mở rộng quy mô. Đây là bản nâng cấp thứ 11 của Tezos kể từ khi ra đời vào năm 2018 và cũng là bản nâng cấp đầy hứa hẹn với những cải tiến khả năng mở rộng của blockchain. Cụ thể, Kathmandu đã có thể sử dụng tính toán ngoài chuỗi thông qua các giải pháp Layer 2 để mở rộng thông lượng giao dịch. Hơn nữa, bản nâng cấp này cũng đem đến một testnet vĩnh viễn chuyên để thử nghiệm các tính năng mới và đồng thời cải thiện cách mainnet chọn đại biểu, giúp tăng cường tính bảo mật cho blockchain. Kem Digital bơm 50 triệu đô để phát triển mainnet Parallel Chain. Kem Digital, một công ty đầu tư mảng tài sản mã hóa cho biết sẽ đầu tư 50 triệu đô la Mỹ vào Parallel Chain. Động thái trên được đưa ra trước thềm sự kiện ra mắt mainnet Parallel Chain, một nền tảng hợp đồng thông minh Layer 1 hoạt động theo cơ chế đồng thuận Proof of Stake. Cùng với sự kiện trên, token XLPP, một token ERC20 hoạt động dựa trên blockchain Ethereum cũng sẽ được niêm yết trong quý tư của năm nay. Khoản đầu tư 50 triệu đô của Game Digital sẽ hỗ trợ mở rộng thị phần, nghiên cứu và phát triển, đồng thời cung cấp vốn cho các dự án phi tập trung. Được biết, Parallel Chain bao gồm hai nền tảng Layer 1 có thể được mở rộng bao gồm Mainnet Public và mạng lưới Private. Hai nền tảng trên sẽ hỗ trợ người dùng đảm bảo tính riêng tư khi thực hiện các giao dịch sử dụng cơ chế Proof of Immunity. Vậy là chương trình hôm nay đã kết thúc rồi. Nếu như các bạn thấy chương trình của chúng mình thú vị, hãy nhấn like, subscribe và chuông thông báo để ủng hộ cho Skyverse EV. Hoặc nếu như các bạn có bất cứ ý kiến đóng góp nào, hãy để lại trong phần bình luận. Ngoài ra, chúng mình có một kênh Telegram cập nhật thông tin nhanh và miễn phí, hỗ trợ các bạn giao dịch an toàn, đồng thời cung cấp tình hình biến động nhanh của Bitcoin cũng như các altcoin ngay trên kênh. Các bạn có thể join bằng link bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Skyverse TV, kênh thông tin chuyên biệt về tiền số hóa và công nghệ blockchain.